khi nào có video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn. Và anh em ta đừng nhớ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét nhá. Và anh em khi về nhà mẹ rửa tay sắp. Và anh em hãy nhớ thông điệp 5K nhé. Rồi anh em cùng đi. Dừng nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh em nhá, đi luôn anh em ơi. Anh em đi cùng mình. Đi đâu ấy? Anh đi xem. Để anh em nhắc nhở cửa này. Đây anh em ơi. Để bé cựa thì bé nuôi hai con chim này anh ơi. Đây hai con chim này. Anh em nhìn hai con chim này không? Ở đây có một con nữa này. Đây anh em đây chim chích chuyền anh em nhé. Đây. Lâu kia không có nhà anh em. Nhà bé cựa giờ đi. Cái ghế. Anh em giờ nhà cựa đi sửa sang lại rất đẹp nhá. Đây không nhá, giờ mình ngồi mình nghỉ tí. Mình ngồi nhà bà cựa rất vui luôn mọi người ạ. Ui giời. Hôm nay không quay tí. Ui giời. Chim phi của chim. Đây nhà bà cựa nhá. Lâu lắm mà mình không đến đây. Bà cựa. Bà cựa đang ăn mì. Đấy, bà cựa chặn mọi người. Bà cựa nhá, lâu lắm không đến nhà bà cựa. Anh em nhớ cái khung cảnh đâu, ngày xưa bọn mình chuyên quay clip trong ấy. Rán riêng. Trong quay rán trong đây nha mọi người nha. Tí mình sẽ đi review cả cái nhà hoang cho anh em xem nữa. Anh em nhá. Ơi thằng kia nói chuyện anh em ạ. Đấy. Đấy thằng cu nhè nha anh em nha. Mẹ thằng cu đẻ cua. Quá à. Thôi anh em ơi, bây giờ bọn mình sẽ đi đến địa điểm tiếp theo, đó chính là nhà hoang, cái nhà hoang thân thuộc. Thôi, bọn cháu chào bà cựa nhé, bọn cháu đi quay tiếp ơi. Thôi bây giờ bọn mình sẽ đi thì cái anh em mình sẽ vào nhà hoang nhé. Bà cựa với lóc YouTube. Để giữ con trùng chim anh ơi. Chiều tóc cà sạc các video anh em quay video tiếp đi. Không, chiều còn học. Chả mấy anh em đặt được cái YouTube. Học cái lịch. Còn em học cái lịch anh em ơi. Nói chung là đăng ký này. Đó là ai đâu cũng nghe. Đăng ký, bấm chuông và chia sẻ. Đúng rồi. Thằng Nghĩa này. Ai chia sẻ lên YouTube. Đây nhà, thằng Nghĩa nhá. Thằng Nghĩa ngày xưa lên video mình đầu tiên. Đây là nhà nó nhá anh em nhá. Đây đây. Nhà rất là đẹp. Bây giờ nhà hoang toàn xe tối à? Gọi em không biết à? Nhà hoang. Nhà hoang nó có đốt tắt rồi mình không vào được. Ok, không bảo hết. Nhân. Có bé ở trong thằng ấy đâu? Thằng Phúc nó là bà cựa. Nó về rồi, nó đi. Mày cầm cổ tao. Thôi, clip bọn mình xin dừng tại đây nha. Nếu anh em cảm thấy hay thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký nha. Rồi thì bye bye anh em. Bye bye.